Đại sư 103 tuổi, dành hơn 80 năm tu hành, khi viên tịch xuất hiện mây ngũ sắc kỳ lạ. Mộng Tham lão sư là người đại diện cho một thế hệ cao tăng lỗi lạc, một vị đại đức trong Phật giáo đường đại. Ông từng là học trò của nhiều vị cao tăng thời cận đại Trung Quốc như Hoàng Nhất, Hư Vân, Từ Châu, Đàm Hư, vân vân. Mộng Tham lão sư đã dành hết thời gian cuộc đời mình cho việc tu học Phật pháp, phục hồi nền giáo dục tăng già, kiến thiết xây dựng chùa chiền, tiếp tăng độ chúng dạy luật và hoằng pháp. Ông đã từng tuyên giảng kinh điển như Kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng Tam Kinh, vân vân ở khắp nơi. Hơn 80 năm tu hành của ngài, cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không quên truyền bá Phật pháp vì một giấc mơ mà cả đời dành cho nơi cửa Phật. Phật duyên từ giấc mơ kỳ lạ. Ông sinh ngày 13 tháng 7 năm 1915, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 cùng năm tại huyện Khai Thông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nay là Lưu Minh Thụy, Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm. Ngài gia nhập Học viện Quân sự Dạy Võ Đường ở Đông Bắc từ khi còn rất trẻ và rút về Bắc Kinh theo sau sự kiện 18 tháng 9, một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược Mãn Châu tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào năm 1931, Mộng Tham lão sư đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình rơi xuống biển. Sóng biển dữ dội cuốn ông trôi giạt ra xa. Nhưng may mắn thay, ông đã được một ông lão cứu sống. Ngoài việc ra tay cứu giúp, người này còn dẫn ông đến một nơi giống như cung điện và nói rằng đó là đích đến của cuộc đời ông. Sau khi tỉnh giấc, ông luôn suy nghĩ về cung điện trong mơ của mình. Đó là một ngôi chùa nằm ở núi Phương Sơn của Bắc Kinh. Cho đến cuối năm 1931, Mộng Tham quyết định xuất gia tại chùa Niệm Hoa trên núi Phương Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh để thức tỉnh bản thân. Vì ông cho rằng bản thân không có cảm giác cũng không tỉnh ngộ. Chỉ là do mộng xuất gia nên đặt cho mình cái tên Mộng Tham. Tại chùa Niệm Hoa, lão sư Mộng Tham sau khi đắc giới thọ tỷ kheo đã có một hành trình đi về phía nam đến núi Cửu Hoa để đảnh lễ đạo tràng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thời điểm này trùng với Pháp hội Địa Tạng nên ông đã tiếp nối Địa Tạng Pháp môn, mở ra nguồn ảnh hưởng sâu rộng với các chư tăng và cư sĩ Phật tử. Vị lão sư dành cả đời tu hành và hoằng pháp. Vào mùa thu năm 1932, Mộng Tham lão sư đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn để nhập học viện Pháp giới. Lúc này ông mới chỉ 17 tuổi. Dưới sự hướng dẫn riêng của một vị lão sư ở Từ Châu, ông đã tôn thờ Phổ Hiền Bồ Tát, ngày đêm cúng dường để khai mở trí huệ học kinh ở kiếp trước. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của lão sư, nên đến năm 20 tuổi, Mộng Tham đã có cơ hội đi thuyết pháp và dần dần trở thành một vị đại sư tuyên giảng kinh A-di-đà và các kinh sách khác. Với tinh thần không ngừng học hỏi, vào mùa thu năm 1935, Mộng Tham đại sư đã đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để học bốn hệ thống có tính chất luận của Tông Thiên Thai với đại sư Đàm Hư, bao gồm Tạng giáo dành cho Thanh Văn và Độc Giác Phật, Thông giáo dành cho Thanh Văn, Độc Giác Phật và Bồ Tát cấp thấp, Biệt giáo dành cho Bồ Tát, Viên giáo hay còn gọi là giáo pháp viên mãn, phá bỏ mọi chấp trước. Sau 2 năm học hành tu tập, ông theo lệnh của đại sư Đàm Hư đến Hạ Môn để mời Hoàng Nhất sư phụ đến chùa Trạm Sơn để hoằng truyền giới luật. Nửa năm sau đó, ông đã được nghe Hoàng Nhất sư phụ đích thân trình bày các tác phẩm thư pháp thuần túy và truyền bá kinh Tam Tạng. Trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật, vào năm 1940, sau khi bị bắt, ông trốn thoát khỏi quân đội Nhật Bản và đi đến tu viện Sắc La ở Tây Tạng để nghiên cứu phương pháp thực hành phát triển Bồ Đề Tâm của hệ phái Khơ Lu trong Phật giáo Tây Tạng trong 5 năm. Mặc dù đây là hệ phái trẻ nhất, nhưng lại là trường phái tư tưởng lớn và quan trọng nhất. Trường phái này nhấn mạnh việc tuân thủ các kỷ luật tôn giáo và làm việc phù hợp với lời nói. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ phái này, Mộng Tham lão sư tiếp tục chuyến du hành của mình đến tỉnh Tây Khang, cao nguyên Thanh Hải và những nơi khác của Tây Tạng. Cho đến cuối năm 1949, ông mới bắt đầu rời khỏi Tây Tạng. Tuy nhiên đến tháng 1 năm 1950, ông lại bị bắt và phải ngồi tù 33 năm vì không chịu hoàn tục. Trong thời gian này, ông đã hình thành một bộ ngôn ngữ và phong cách tu hành độc đáo. Mộng Tham lão sư được mọi người xem là một vị trưởng lão, đã nhìn thấy sự thật của bản chất con người. Ông đã kết hợp và truyền bá trí tuệ Phật giáo sâu sắc vào đời sống cụ thể một cách gần gũi và dễ hiểu. Sau khi được trả tự do năm 1982,
ông được mời giảng dạy tại Học viện Phật giáo Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại đây, Mộng Tham Lão Sư đã giảng về tứ phần luật với tư cách là giảng viên và bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong việc tái hoằng pháp. Năm 1984, Mộng Tham Lão Sư được mời trở lại Học viện Phật giáo Mân Nam với tư cách là viện trưởng. Công việc của ông tại đây là đào tạo những thế hệ tăng sĩ mới và thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm. Từ đó đến nay, Mộng Tham Lão Sư nhiều lần được các đệ tử mời sang Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan để hoằng pháp và mở rộng duyên phận với những người muốn xuống tóc đi tu. Ông cũng được Pháp Sư Thông Nguyện ủy thác giúp các đệ tử của mình xây dựng một võ đường dưới luật cho phái nữ, đồng thời hỗ trợ trùng tu thành công chùa Khả Nhân ở núi Nhạn Đãng. Hành trình giảng dạy và hoằng pháp của ông vẫn tiếp tục không ngừng. Năm 2002, Mộng Tham Lão Sư được mời đến sống tại chùa Phổ Thọ ở Ngũ Đài Sơn để thuyết pháp và hướng dẫn các nhà sư ở núi Ngũ Đài thực hành thiền định. Lúc này, ông đã 87 tuổi. Từ năm 2003 đến năm 2007, Mộng Tham Lão Sư cùng các trưởng lão đã vượt qua những trở ngại về thể chất và tinh thần trong chùa Phổ Thọ và hoàn thành việc giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tổng cộng hơn 500 quyển. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy những cống hiến trong thời gian nhiều năm qua vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Vì vậy, ông cùng các vị trưởng lão đã lần lượt thuyết giảng Kinh Thập Luân Đại Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và các kinh đại thành khác ở khắp nơi theo mong muốn của đệ tử. Vào tháng 1 năm 2008, theo lời mời của các đệ tử, ông lại đến Đài Loan Hoàng Dương chánh pháp. Tại đây, ông cùng đệ tử tổ chức hơn 10 thời khóa và tổ chức pháp hội với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong lễ hội mùa xuân năm 2009, Mộng Tham Lão Sư đã đến giới Phật giáo Đài Loan để hoằng dương Phật Pháp với quy mô lớn chưa từng có. Tháng 6 năm 2009, ông đã thuyết giảng Kinh Pháp Hoa Đại Nghĩa tại Đại học Hồng Kông và bắt đầu giảng dạy Phật học tại Viện Nghiên cứu Phật học của ngôi trường đại học này. Thời điểm đó, mỗi buổi thuyết giảng của ông có hàng nghìn khán giả đã đến tham gia chật kín khán đài. Năm 2012, theo lời mời của chính quyền Ngũ Đài Sơn, Mộng Tham Lão Sư đã đến thăm lại chùa Vạn Phật Chân Dung và nhờ đệ tử của mình là Long Minh chủ trì các vấn đề xây dựng cụ thể. Một năm sau đó, ông quyết định ẩn cư tại chùa Vạn Phật Chân Dung và dành thời gian để tiếp tục việc học hành Phật Pháp của mình. Trừ những khi cơ thể không khỏe hoặc những trường hợp đặc biệt khác, nếu không, ông vẫn duy trì những thói quen điều độ hàng ngày. Vào lúc 16:30 ngày 27 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày mùng 10 tháng 10 theo năm âm lịch, Mộng Tham Lão Sư đã đi dạo một vòng bên ngoài. Lúc trở vào phòng, ông đã nói rằng: "Được rồi, viên mãn rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Và sau đó, ông ngồi thị tịch. Thọ thế 103 tuổi. Lúc đó, quang cảnh trên bầu trời Ngũ Đài Sơn xuất hiện rất nhiều mây ngũ sắc. Sự kiện này đã được người dân và những du khách nơi đây ghi lại. Các đệ tử Mộng Tham đã đưa báo cáo an tường của vị lão sư tại chùa Chân Dung ở Ngũ Đài Sơn. Lễ trà tỳ của ông được diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc của hàng vạn tăng ni Phật tử. Mộng Tham Lão Sư được xem là một nhà sư đức cao vọng trọng, có trái tim nhân đạo. Ông dành cả đời để tu hành, thuyết pháp đại thừa, đài sen khắp năm châu, thu nhận vô số đệ tử và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.